Nghe đến đây, đội trưởng quyết định thực hiện cứu hộ ngay lập tức. Ông ấy dẫn theo một thành viên và không do dự leo lên thang cứu hộ. Khi lên tới đỉnh, đội trưởng ném cặp sách xuống trước. Cũng may là an toàn. Tiếp theo, ông nhảy lên cặp sách, sử dụng sơn vẽ một vòng tròn, chứng minh khu vực này hoàn toàn an toàn. Tiếp theo, bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư, cứ như vậy, hai người tiếp tục đối mặt với nguy hiểm. Khuôn mặt của đồng đội phía sau hiện rõ sự lo lắng, không ai dám thở mạnh trong bầu không khí căng thẳng này. Chỉ còn một bước nữa là đến gần cậu bé. Không ngờ các thành viên trong đội bị dọa sợ, cứ tưởng đội trưởng đã tiêu đời, nhưng khi khói bụi tan biến, bọn họ đều tròn mắt kinh ngạc, mọi người đều an toàn vô sự. Sau đó, hai người nhanh chóng đến bên hai anh em, phát hiện mảnh mìn đã cắt đứt động mạch đùi của anh trai. Cũng may có em trai giữ vết thương cho anh ta, nên mới làm giảm tốc độ chảy máu. Dưới sự chỉ dẫn từ xa của bác sĩ, đội trưởng bắt đầu dùng băng chặn máu cho chàng trai, rồi khử trùng bằng muối sinh lý, sau đó bắt đầu truyền máu. Nhưng khi đang truyền máu, lại phát hiện nhịp tim của nạn nhân biến mất. Bác sĩ nói rằng có lẽ do máu không chảy được đến tim. Cô ấy yêu cầu thành viên trong đội lập tức hồi sức tim. Sau một hồi cấp cứu, anh chàng cuối cùng đã tỉnh lại. Vào lúc này, đội phá bom cũng vừa đến, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.